Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hương Movita chúng tôi có điều kiện quay trở lại triển lãm sinh vật cảnh ở Hải Dương. Thì tôi đang đứng trước một tác phẩm hoàn thiện rồi của anh Nguyễn Trọng Trường. Tên tác phẩm là Trường Lưu Vân Tự. Mặt này mặt trước ok được các bạn. Trường Lưu Vân Tự. Đấy là tên tác phẩm này. Trường Lưu Vân Tự. Tôi chưa hiểu cái tên này lắm. Mặt này mà sao các bạn? Hôm nào có điều kiện giao lưu với chú anh Trường, tôi phải hỏi cái ý nghĩa của tên này. Là tại sao bác lại đặt tên như vậy? Bởi vì là các bác đặt tên, nhiều khi tên Hán Việt mình hiểu không hết nghĩa ấy. Cây này cây to, chiều cao phủ bì từ mặt bể lên đến trên quả phúc thì tôi phải nghĩ về tầm khoảng mét 7 mét 8 đấy. Anh Trường anh tham gia triển lãm ở đây toàn cây to thôi, toàn cây hoành tráng. Mà ba có điều kiện khác sở hữu toàn tác phẩm quý. Cây này là cây rất già, tuổi chậu rất cao. Cái mặt này là đang là mặt sau các bạn. Đây các bạn nhìn này, nhìn phê luôn. Đây. Đấy, thấy không? Mốc trắng này, nu tự nhiên nổi đây. Này dễ thương bét rồi nhỉ. Mặt này là mặt trước các bạn ạ. Mặt trước nhìn còn phê hơn. Này tôi dậy từ 5 giờ. Xong ăn sáng xong này. Sang chỗ triển lãm còn chưa sáng, chưa quay được. Trà cháo chém gió với các bác một lúc mới quay được. Tác phẩm này thì các bạn nhìn này, bông rằm này, già tận bông rằm này. Đấy, tôi quay về cơ bản vậy thôi. Còn các bạn muốn giao lưu trực tiếp thì các bạn cứ liên hệ với bác chủ cây nhá. Nếu hết triển lãm rồi thì qua chỗ nhà bác ấy ở Hải Dương ngắm cây này cũng như nhiều tác phẩm khác. Thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái kênh về kiến trúc nhà Việt, đó là kênh Nhà Việt TV, chuyên quay các clip nổi tiếng của Việt Nam về nhà cổ, nhà kể chuyện. Và trong cái công trình ấy thì tính nghệ thuật rất cao, điều khác nhiều. Nếu các bạn quan tâm thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để theo dõi. Xin chào.
Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.